biển mây Sapa, niềm tự hào của vùng núi rừng Tây Bắc đã không còn xa lạ gì với du khách trong và ngoài nước. Giữa khung cảnh thiên nhiên núi rừng hoang sơ hùng vĩ đó, còn có những bản làng mộc mạc nhỏ xinh khiến bất kỳ ai đến với Sapa cũng muốn ghé đến một lần. Tại Sapa, ngoài dân tộc Kinh thì còn có 5 nhóm dân tộc anh em gồm người Hơ Mông là cộng đồng lớn nhất, sau đó lần lượt là Dao Đỏ, Giấy, Tày và Xá Phó. Mỗi dân tộc ở đây lại mang một màu sắc, văn hóa đặc trưng riêng, nên không bản làng nào ở đây giống bản làng nào. Để khám phá hết thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng để chọn ra bản làng nào đẹp nhất thì lại khó, vì nó còn tùy theo sở thích chủ quan của mỗi người. Hôm nay Blog Travel Việt sẽ giới thiệu đến các bạn 3 trong số các bản làng đẹp nhất tại Sapa để các bạn chọn cho mình điểm đến phù hợp nhất trong lịch trình du lịch Sapa nha. Tiêu chí để mình chọn ra 3 bản làng này là vị trí, đường đi, phong cảnh, đồ ăn, dịch vụ, trải nghiệm. Như mình đã nói ở trên thì Sapa có rất nhiều bản khác nhau, các bạn không thể đi hết được vì thời gian bị giới hạn. Với lịch trình tham quan 2-3 ngày thì các bạn chỉ đi được những bản có vị trí không quá xa, trung tâm thị trấn, phương tiện di chuyển thuận tiện. Chứ nếu lỡ đi xa quá thì đi lại sẽ rất khó khăn. Địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi, càng đi xa thị trấn thì đường càng xấu mà các dịch vụ ngủ nghỉ lại không đầy đủ. Bản Tà Van, Tà Phìn, Cát Cát là 3 trong số các bản làng lớn nhất tại Sapa. Các bạn có thể lựa chọn các phương tiện di chuyển như ô tô, xe máy, xe đạp địa hình hoặc đi bộ. Nhưng mình thấy lựa chọn xe máy sẽ là linh hoạt nhất nếu bạn đi đoàn không quá đông. Đi bộ thì chủ yếu là Tây, họ đi vì sức họ bền, chứ mình đi đường khúc khuỷu một lúc là hai chân rã rời luôn rồi. Nào bây giờ hãy cùng Blog Travel Việt khám phá 3 bản làng dân tộc độc đáo này nhé! 1. Bản Cát Cát. Bản Cát Cát thuộc xã San Xả Hồ, huyện Sapa. Từ trung tâm thị trấn Sapa đến cổng của bản chỉ khoảng 2 km. Bạn có thể lựa chọn hình thức đi bộ để kết hợp ngắm cảnh núi rừng và chiêm ngưỡng toàn bộ bản làng từ trên cao. Một bên là những dãy núi cao trùng trùng, một bên là thung lũng Sapa hiện lên với những cánh đồng bậc thang bát ngát. Ngoài phong cảnh đẹp với ruộng bậc thang và suối Mường Hoa thì bản Cát Cát được xây dựng thêm cơ sở hạ tầng để phục vụ du lịch như các con đường nhỏ lát bằng đá xuyên qua trung tâm bản, các nhà trưng bày hiện vật và sản phẩm lao động của người dân, bảo tồn các nghề thủ công. Khu du lịch bản Cát Cát có rất nhiều những điều thú vị và hấp dẫn để cho bạn khám phá, như những con đường nhỏ độc đáo, những ngôi nhà bé xíu, làng nghề thủ công, thác suối, gem vương đi, bản Cát Cát. Bước qua cánh cổng dẫn lối vào Cát Cát, bạn sẽ bị bất ngờ bởi con đường bậc thang rộng, chỉ đủ 2 hàng người đi và được lát bằng đá bóng loáng. Con đường khá dốc, lọt thỏm giữa 2 dãy nhà tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nằm dọc hai bên đường là những quầy hàng với đủ các thứ đồ thủ công như trang sức dân tộc, đồ thổ cẩm, những món ăn đặc sản Sapa. Khiến du khách không cưỡng lại được mà dừng lại chút, mua vài ba món đồ cho mình và cho người thân làm quà. Những ngôi nhà này được hình thành từ những năm của thế kỷ 19, bản Cát Cát của người Hơ Mông. Là những gia đình người Mông sống dựa trên lưng chừng núi, bên cạnh những sườn đồi, trồng trọt chăn nuôi để sinh sống. Đi khoảng 100m bậc thang là đến trung tâm Cát Cát, nơi hội tụ của 3 dòng suối ngày đêm rì rào là suối Tiên Sa, suối Vàng và suối Bạc, cùng ngọn thác Cát Cát còn gọi là thác Tiên Sa, ầm ầm tung bọt trắng xóa. Bên cạnh thác có 2 chiếc cầu treo là cầu Si và cầu A Lứ, thu hút rất đông du khách ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm. Tiếp tục trên đường đi, bạn sẽ gặp nhà máy được cung cấp năng lượng bằng nước chảy và sẽ hiểu được cách người dân sử dụng nước để phục vụ nhu cầu của họ. Bánh xe nước sử dụng năng lượng nước được làm từ tre để cung cấp nước cho cây trồng và gạo. Ngoài ra đến với Cát Cát, các bạn còn có cơ hội trải nghiệm, khám phá những phong tục tập quán, nét đẹp trong tín ngưỡng tôn giáo của người dân, cùng hòa mình vào những điệu múa dịu dàng của cô gái Mông xinh đẹp, hay điệu khèn, tiếng đàn môi sao động lòng người của những chàng trai Hơ Mông, và thưởng thức những món ăn đặc sản như rượu ngô, thắng cố, bánh ngô. Đây là cơ hội để bạn ngắm nhìn cuộc sống hàng ngày của người dân bản địa một cách chân thực nhất và dành thời gian gần gũi với họ qua các hoạt động truyền thống, hay mua những món đồ lưu niệm, hàng thủ công về làm quà cho người thân và bạn bè. 10 điều nhất định phải làm khi đến bản Cát Cát. Chụp hình với cảnh núi và ruộng bậc thang, dừng chân đến các ngôi nhà dân tộc thiểu số trong làng và khám phá cuộc sống của họ, thuê đồ truyền thống để mặc chụp hình, đi mua sắm, uống rượu táo, trò chuyện với dân bản, check-in thác nước hùng vĩ, check-in đến tận đáy thung lũng Mường Hoa và ngắm nhìn thác Cát Cát tuyệt đẹp, xem múa tre, thử món ăn địa phương, dạo quanh làng và chụp hình. 2. Bản Tà Phìn. Bản Tà Phìn nằm cách thị trấn Sapa 12 km, là một bản du lịch vô cùng xinh đẹp, có phong cảnh hoang sơ hữu tình. Từ xưa bản được người Dao Đỏ dựng lên. Cho đến nay, ngoài người Dao Đỏ thì bản còn có người Mông, người Giấy sinh sống, tạo nên một không gian văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc Tây Bắc.
Batafin là một trong những địa điểm du lịch ở Sapa, sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất ở Tây Bắc. Những thửa ruộng ngay ngắn bên núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đã gắn bó với người dân Batafin hơn 100 năm qua. Vào mùa cấy lúa và mùa thu hoạch lúa thì Batafin thu hút rất đông du khách từ khắp mọi miền đất nước đến tham quan, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Người Dao Đỏ sinh sống ở Batafin có rất nhiều bí mật văn hóa để du khách khám phá. Người Dao Đỏ có lối sống văn hóa riêng, thể hiện rõ nét qua cách họ chọn hướng dựng nhà, qua các họa tiết trên thổ cẩm, các món đồ trang sức, các lễ hội quanh năm, đặc biệt người Dao Đỏ dệt thổ cẩm rất đẹp. Các họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ được rất nhiều du khách yêu thích và tìm mua về làm quà. Ngoài nghề dệt thổ cẩm thì người Dao Đỏ còn có bài tắm lá thuốc vô cùng độc đáo. Những lá thuốc sẽ được nấu chung với nước trong các chum gỗ, thùng gỗ. Sau khi lá thuốc hòa cùng nước thì du khách sẽ bước vào tắm. Những lá thuốc đều được lấy từ rừng xuống cho nên rất lành tính. Dịch vụ tắm lá thuốc độc đáo của người Dao Đỏ thì có giá từ 80.000 đến 100.000 đồng trên một lượt. Khi đi dạo quanh thị trấn Sapa, các bạn sẽ thấy rất nhiều cửa hiệu massage có dịch vụ tắm lá thuốc xuất phát từ đây. Ngày nay, bản Tà Phìn là một trong những bản phát triển mạnh về du lịch homestay. Gần bản Tà Phìn còn có một địa điểm du lịch khác là hang Tà Phìn. Trong hang đã được kéo điện để phục vụ du khách đến tham quan. Ngoài du lịch ngắm cảnh và khám phá hang động thì du khách đến bản Tà Phìn nên thưởng thức những món ăn của người Dao Đỏ và ngủ homestay qua đêm để trải nghiệm hết những điều lý thú tại đây. Con đường vào bản Tà Phìn men theo sườn núi quanh co bên những thửa ruộng bậc thang nối tầng xếp lớp. Những chùm hoa rực rỡ của cây đào, cây mận ven đường sẽ làm cho các bạn hứng khởi trước sự chào đón nồng nhiệt. Vào trong những ngôi nhà gỗ, các bạn sẽ bị quyến rũ ngay bởi những cô gái người Dao trong trang phục đỏ rực ngồi thêu khăn, áo thổ cẩm chăm chú. Chính những bàn tay khéo léo này đã tạo ra rất nhiều sản phẩm thổ cẩm phong phú, đa dạng, đủ kiểu, đủ màu sắc để dành tặng cho mỗi người lã khách tới thăm. Vào cuối bản Tà Phìn, đi bộ chừng 1 km thì sẽ tới một ngọn núi cao, dưới chân núi là hang Tà Phìn vừa lớn vừa sâu. Các bạn sẽ phải thích thú với những nhũ đá tạo nên những hình thù lạ mắt như hình tiên múa, đoàn tiên ngồi, rừng cây lấp lánh, dưới ánh đèn soi lập lờ của những người phụ nữ Dao dẫn lối. Những hoạt động du lịch hấp dẫn ở Tà Phìn. Đi dạo ngắm bản làng. Đây là hoạt động được yêu thích của du khách khi đến với bản. Ngoài việc được thả hồn vào thiên nhiên, phong cảnh hữu tình, thì bạn còn dễ dàng bắt gặp những hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân. Tham quan hang động Tà Phìn. Trong hang có nhiều nhũ đá tạo ra những hình thù kỳ thú như hình tiên múa, đoàn tiên ngồi, cánh đồng xa, rừng cây lấp lánh. Tắm lá thuốc của người Dao Đỏ. Đây là hoạt động rất được yêu thích bởi du khách khi tới với Tà Phìn. Không giống như các vùng khác của Sapa, thì thuốc tắm của người Dao Đỏ ở Tà Phìn có nhiều loại cây hơn so với các vùng khác, thường có từ 10 đến 100 loại lá thuốc được đun cho một lần tắm. Ghé thăm các gian hàng thổ cẩm. Đối với người dân tộc vùng cao, thổ cẩm không chỉ dùng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn là vật kỷ niệm tình yêu, khách của hồi môn trong ngày cưới. Đây cũng là một mặt hàng lưu niệm không thể thiếu của du khách khi tới với Sapa. 3. Bản Tà Van. Bản Tà Van thuộc xã Tà Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 8 km đến 12 km, tùy thuộc vào đường đi bạn chọn. Với khoảng cách khá xa này thì bạn phải đi bằng xe máy hoặc xe ô tô con. Tuy nhiên, để có thể cảm nhận và ngắm nhìn hết cảnh sắc của vùng đất này thì bạn nên đi bằng xe máy sẽ hợp lý hơn. Trên đường di chuyển đến bản Tà Van, bạn sẽ đi qua Lao Trải, một nơi có thiên nhiên núi rừng vô cùng đẹp và có cả bãi đá cổ Sapa nổi tiếng ở đó. Sau khi rời khỏi hai con phố sầm uất nhất Sapa là phố Cầu Mây và phố Mường Hoa thì bạn chỉ cần đi men theo con suối Mường Hoa là có thể đến được với bản Tà Van. Hầu hết tất cả các điểm du lịch Sapa đều mất vé vào cửa, trong đó có cả Tà Van. Giá vé vào bản Tà Van Sapa năm 2019 là 75.000 đồng trên một người lớn. Tuy nhiên, cổng soát vé không nghiêm ngặt cho lắm vì đây chỉ là những điểm bán vé tự phát do người dân địa phương dựng lên. Vào những hôm thời tiết xấu hay tầm giữa trưa thì thường không có người kiểm soát vé nên bạn có thể vào tham quan miễn phí, hoặc nhiều bạn đi taxi vào bản cũng không bị soát vé. Đến với Tà Van có lẽ một ngày là không đủ, bạn phải ở lại đây vài ngày và từ từ hòa mình vào cuộc sống của người dân ở đây thì bạn mới cảm nhận được hết những điều thú vị mà Tà Van mang lại cho bạn. Ở đây cũng có nhiều homestay giản dị, mộc mạc, hòa lẫn với những căn nhà tranh của người đồng bào ở đây. Giá phòng một đêm ở đây chỉ dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng trên một người, tùy từng các hạng phòng và các homestay khác nhau. Bạn nên chọn những homestay ở bản Tà Van. Bạn nên chọn những homestay ở bản Tà Van Giấy, nơi có hơn 100 nóc nhà của người Giấy. Từ đây bạn có thể ngắm dòng suối Mường Hoa và cuộc sống của người dân ở đây còn được nguyên vẹn như hàng trăm năm trước. Nếu bạn thích những nơi nhộn nhịp ồn ào như phố thị thì có lẽ Tà Van không dành cho bạn. Tà Van chỉ có những cánh đồng lúa bạt ngàn, không thấy đâu là điểm đầu, điểm cuối.
những căn nhà tranh vách đất mộc mạc, những con đường đã nhỏ, còn bị che lấp bởi bụi cây, bụi cỏ. Ấy vậy mà khi hòa vào làm một, nơi đây bỗng có một sức hút lạ kỳ với những kẻ mê xê dịch. Bản Tà Văn là nơi sinh sống của người dân tộc Mông và người Dao Đỏ, người Giấy. Thay vì những địa điểm đến du lịch khác, thì người dân địa phương sẽ hòa cùng với hoạt động kinh doanh du lịch, khách du lịch. Tuy nhiên, Tà Văn lại khác. Ngoài những hộ kinh doanh cho thuê nhà homestay, thì cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, vẫn làm bạn với việc làm nương rẫy. Và đối với họ, thì khách du lịch giống như một vị khách ghé thăm, qua đến rồi lại đi. Nếu có cơ hội được ở lại đây lâu ngày, thì bạn sẽ thấm dần và yêu cái không khí trong lành, nhịp sống nhẹ nhàng của những người dân nơi đây. Cuộc sống của những người dân tộc Tà Văn diễn ra rất bình dị, có những nét văn hóa bản sắc rất bí ẩn, có thể bạn còn chưa được nghe đến. Những trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua khi đến với bản Tà Văn: lang thang trên những con đường đất nhỏ, kề bên những cánh đồng lúa bậc thang chín xếp tầng tầng lớp lớp, thơm ngào ngạt, ngắm nhìn những đứa trẻ dân tộc lấm lem bùn đất, nô đùa và cưỡi trâu ra đồng. Đến với làng Tà Văn Giấy, ngôi làng cổ nhất ở Tà Văn, nằm gọn trong địa phận của vườn quốc gia Hoàng Liên. Ở đây bạn sẽ thực sự được đắm mình vào thiên nhiên, lắng nghe âm thanh của tiếng suối chảy róc rách, của tiếng chim rừng vang vẳng từ phía xa, tiếng lá rừng xào xạc trong gió, và hơn cả là khám phá những nét văn hóa truyền thống của người dân tộc Giấy. Trải nghiệm cuộc sống trong những ngôi nhà tranh vách đất của người dân Tà Văn. Những ngôi nhà nép mình bên sườn núi tưởng chừng thật mong manh dễ vỡ nhưng đã tồn tại gần trăm năm nay. Hãy thử uống vài chén rượu, trò chuyện với họ để hiểu hơn về cuộc sống hàng ngày của những người dân đáng yêu ấy. Sau những ngày tháng làm việc vất vả nơi phố thị ồn ào tấp nập, thì bạn hãy tự thưởng cho mình những chuyến đi đến những vùng đất như bản Tà Văn để đắm mình vào không gian bình yên, thanh tịnh của núi rừng, cỏ cây hoa lá. Trên đây là tất tần tật những trải nghiệm về các bản làng mình đã có tại Sapa. Hy vọng xem xong video này thì các bạn sẽ chọn cho mình một điểm đến yêu thích nhất. Nếu có cơ hội, các bạn hãy đi cả ba để thấy được hết vẻ đẹp đa dạng phú trú của thiên nhiên vùng Tây Bắc xinh đẹp này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!